Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bếp GB và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 20 tây tháng 8 năm 2020. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 nhé. Có Zalo và Facebook Bếp GB 0937899707 luôn. Và đây là phần thông tin để đặt hàng. Các bạn có thể chụp màn hình lại để chúng ta đọc rõ hơn về thông tin mua hàng nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh Béo Chibi Vlog, là kênh thứ hai của kênh Béo Chibi. Nó có rất là nhiều cái thử thách vui nhộn trong đó. Thử thách là lồng tiếng cho con nè, rồi thử thách làm may xà phòng nè, thử thách phá hộp trang điểm và trang trí bàn tay nè các bạn. Đó, rất là dễ thương luôn nha. Rất mong các bạn sẽ vào xem thử, ủng hộ và góp ý cho Béo Chibi Vlog nhé. Còn bây giờ đầu tiên sẽ là đơn hàng của Mai Hoàng Thiên Kim, đơn hàng 182.000. Và đây rất chi là đầu tiên bạn mua hai cái brunchie nha. Đó, một cái là phi trắng, phi xanh nè, một cái là dưa hấu nè, rất là dễ thương luôn, mỗi cái 13.000. Còn có là hũ slumber, đây hũ slumber 30.000 đồng, được tặng kèm theo đó là charm và tuyết nha. Tiếp theo thì còn có là nhãn tên pony 10.000 đồng, nhãn tên galaxy cung hoàng đạo người nè, đó rất là đẹp luôn, cũng là 10.000 đồng luôn. Và còn có là một hộp trang trí móng tay 46.000 đồng, đó có sọc, có nơ, có đá, rất là đẹp luôn, hai bộ nha. Chúng ta trang trí móng tay cực kỳ nhanh gọn lẹ để đi chơi, đi tiệc, rất là xinh đẹp luôn, không cần tụ tập đông người và chờ đợi mất thời gian. Cuối cùng còn có là bộ kit làm slam 30.000 đồng, 12 món, làm được 5 loại slam khác nhau. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của Lê Ngọc Xuyến, đơn hàng 166.000. Yeah, tiếp tục là bộ kit làm slam 30.000 đồng, 12 món. Và còn có là một bộ kit trang trí slam nha các bạn. Đây là có nhũ, có bột phát sáng, kim tuyến pom pom, kim tuyến giấy, cớm màu hương, đất sét luôn. Quá tuyệt vời như thế này, 50.000 đồng nha, nhiều ơi là nhiều luôn. Hơi, lại còn có hũ slam mây 30.000 đồng nữa nè, được tặng kèm theo đó là charm và tuyết nha. Thêm một bịch đất sét giấy 3.000 đồng, tuyết đây ha, hai bịch tuyết nữa, mỗi bịch 10.000. Xin chào Lý Quỳnh Tuyền, đơn hàng 210.000 đồng. Và đây bạn mua đó là một cái quạt sạc đeo cổ nha các bạn. Đây nè, mình đeo vô giống như là đeo tai phone, ở đeo ở cổ á. Và cái phần quạt hai bên này nè, mình có thể điều chỉnh. Đây các bạn xem nè, mình có thể úp vô hoặc là úp ra. Đó, tùy theo mình muốn quạt ở vị trí nào ha, điều chỉnh rất là tiện lợi luôn. Và không dễ bấm tắt nó đâu, bởi vì chúng ta phải đè nó như thế này. Đó, thì nó mới mở lên nè. Đây là nấc số 1. Nhẹ nhẹ, muốn mát hơn nữa, bấm cái nữa, mát hơn nữa. Wow, rất là mát luôn. Và bấm đè như thế này thì nó sẽ tắt nhé. Đây, 180.000 đồng, mát mọi nơi, không mỏi tay cầm quạt. Và nó lại giống như là một cái tai phone dễ thương. Tiếp theo xin chào Võ Ngọc Quỳnh Như, đơn hàng 160.000 đồng. Đây bạn có mua đó là hai combo kẹo, mỗi combo kẹo như vậy thì là 20.000 đồng, có rất là nhiều loại kẹo thơm ngon ở trong đây luôn. Yeah, và còn có là hai cái nhãn tên cung hoàng đạo người trên bầu trời galaxy, rất là xinh luôn nè. Đó, mỗi cái là 10.000 đồng nha. Và còn có là mấy cây nến nữa. Đây, 5 cây nến nha. Mỗi cây như vậy thì là 2.000 đồng, như vậy chắc chắn sẽ có bếp nhôm. Đúng luôn. Đây là bộ bếp nhôm 60.000 đồng nhé. Nó sẽ có phần bếp nè, mình sẽ bỏ nến vào bếp để nấu những món ăn mini, nấu bằng chảo, bằng nồi và có thao để đựng, có mâm, muỗng nĩa vân vân luôn. Bộ này 60.000 đồng. Xin chào Đặng Quỳnh Anh, đơn hàng 206.000. Đầu tiên là hai hũ slam mây, mỗi hũ như vậy thì là 30.000 đồng, được tặng kèm theo đó là charm và tuyết nè. Còn có là combo trang trí slam 50.000 đồng nè các bạn ơi, sẽ có là pom pom, nhũ, cốm, màu, hương, kim tuyến, đất sét, kim tuyến giấy, có cả pom pom, rồi có cả là bộ phát quang, phát sáng luôn nè các bạn, 50.000 đồng nha. Hai bịch cốm neo đất sét, mỗi bịch là 5.000 đồng, 6.000 nha, bịch này là 6.000. Loại bịch răng cưa này nè. Nhãn tên cung hoàng đạo người bầu trời galaxy và nhãn tên cung hoàng đạo thỏ, mỗi bịch nhãn tên như vậy là 10.000. Có cây bút đèn Doraemon, đó, chuyển màu luôn, 9.000. Chan chan, và những cây bút dễ thương nha, trong đó là 4 cây trà sữa trân châu, một cây là thiên nga pom pom, mỗi cây như vậy là 5.000 đồng. Nguyễn Trần Tường Vi ơi, đã đến đơn hàng của Nguyễn Trần Tường Vi, 201.000. Đây là một bịch keo sữa nha, keo sữa loại 1 ký nha các bạn, là 50.000 đồng. Rồi bạn còn có mua luôn cả 10 cái hũ lớn, đó đựng slam 10 hũ nha, nó có nắp gợm trong đây luôn nè các bạn, rất là to luôn nha, mỗi hũ 6.000. Và còn có là cây đất sét 12 màu 35.000 đồng,
hai bịch borat nha, một bịch borat 5.000, bịch tuyết 10.000 đồng, bịch cơm neo đất sét này thì là 6.000 đồng nhé, còn có là hương dâu nữa nè 5.000. Vương Thu Phương đơn hàng 140.000 đồng, đơn hàng rất dễ thương nha. Đây các bạn xem là một combo sticker lụa nha, có những cuộn băng keo tít hơn và bên đây có rất là nhiều cái hình dễ thương để trang trí điện thoại, iPad, laptop, 50.000 đồng một combo này. Wow wow wow, và các bạn hãy xem đây là những cây bút xinh đẹp, chỉ có là 5.000 đồng một cây thôi nha, chỉ có 5.000 một cây thôi. Đây, vòng nguyệt quế lông gà, rồi đến là trân châu thiên nga, đồng hồ cát nè. Wow, meo meo meo, đó meo 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 đó, chiếc hài và bé mèo hoa đào, rồi đến là trân châu trà sữa, trái tim cung hoàng đạo, hoa hồng trân châu. Ai chè đậu không? Ăn đậu xong thì nhớ bỏ rác vào thùng nha. Và đây là sọt rác. Sau đó mình sẽ đi chơi patin trượt trượt ván nè. À, những cây bút này là 5.000. Và tiếp theo là đơn hàng của bạn Như Tuyền 233.000. Rồi bạn có mua là 1, 2, 3, 4 4 cái trang trí móng tay, mỗi cái 5.000. Một hộp sticker lụa có 3 cuộn nhỏ, một cuộn khổng lồ và rất là nhiều cái sticker kim tuyến lấp lánh nha, để trang trí điện thoại, iPad, laptop 50.000 đồng. Wow, và còn rất nhiều Renchi luôn nha. Đây các bạn xem nè, Renchi hoa cúc hương, cúc tím, cúc vàng, cúc đỏ, cúc xanh. Đó, mỗi một cái như vậy là 13.000 đồng. Và tiếp theo thì còn có là cột tóc nè, Renchi nhí nha. Đây nè, Renchi nhí mà lại có cái tay thỏ trái tim dễ thương cũng 13.000. Renchi nhí hình trái thơm và có tay thỏ kẽm nữa nè, cũng là 13.000. Hai cái cột tóc nơ dài đây, giống như là tiểu thư vậy đó các bạn. Một cái là trái dâu và một cái là cherry. Đó, rất là đẹp luôn nha, mỗi cái là 13.000. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 20 tây tháng 8 năm 2020. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707, có thể nhắn tin Zalo, Facebook Béo Chi Bi 0937899707, hoặc là bạn nào chưa biết thông tin thì vui lòng bấm dừng màn hình, chụp màn hình lại để chúng ta biết rõ hơn về thông tin đặt hàng cũng như là muốn thay đổi bổ sung đơn hàng nhé. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. Are you home? Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc nha.